cuối cùng trong bản tin Hoa Thịnh Đốn. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do SPTN Tampa, Florida thực hiện. Thưa quý vị, xin kính chào quý khán giả. Nhóm chúng tôi thì có mặt tại Tiffany Catholic Church. Chúng vui cùng giáo dân hôm nay cùng số đông nhất do giáo đoàn Thánh Giuse tổ chức bắt đầu lúc 4:30 tới 11:00 tối. Với bầu không khí nhộn nhịp, rộn ràng, tưng bừng của ngày Tết, người người đông vui trong niềm hân hoan chào đón xuân Kỷ Hợi. Giáo đoàn Thánh Giuse đã tổ chức một chương trình Tết quê hương nhằm chia sẻ niềm vui xuân của cộng đoàn đến cùng đồng hương người Việt quốc gia trong vùng. Trước hết tôi kính chào chính quyền cũng như các thính giả của đài SPTN. Tôi cảm thấy hạnh phúc quý đài đến đây thăm cũng như chia sẻ niềm vui xuân với cộng đoàn. Xin cảm ơn. Có thể nói là với vai trò là quản nhiệm. Rất là hăng say và cái sự vất vả của họ rất nhiệt thành, và tôi hy vọng là cái sự mệt mỏi nhiệt thành của họ đã đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Là con dân nước Việt, chắc ngày xuân là ngày anh có chơi percussion hát không? Bên ngắn percussion hát là tôi nhận nhé. Chúng tôi trước hết là chúng tôi ở trên đó mấy anh cần nghỉ mang trời nữa, mình lo nhé. Người dân tộc Việt Nam của chúng ta xin Chúa ban ơn lành cho dân tộc Việt Nam, cho đất nước Việt Nam và tất cả mọi dân. Rồi anh keyboard thì nào ready mình sao check luôn nha. Dạ được chúc năm mới lành lo trong điện. Cảm ơn đài SPTN đã đến đây để có những chương trình vui xuân cùng các đoàn chúng tôi và có những vài hình ảnh để cho khán giả biết được hàng năm cộng đoàn đã đi xem tổ chức Tết cho cộng đoàn cũng như là cho đồng hương xung quanh vùng tập mây này, và cũng là cái cơ hội để mình giữ lại truyền thống cho những con em sau này để từ đó còn biết được cái tên Việt Nam trên đất nước này. Chương trình bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều với những nghi thức cổ truyền chào cờ, hát quốc ca, dân hương, rồi đến lời chúc Tết cũng như tuyên bố khai mạc của cha Chiến. Cũng mọi người trong gia quyến được tràn đầy ơn trên, nhất là được bình an phần hồn và phần xác. Thêm sôi động là phần trình diễn của các em thiếu nhi thánh thể và các ca sĩ góp mặt tham dự trong chương trình. Sân khấu lung linh hơn với những tà áo dài thức tha duyên dáng của những thiếu nữ, đầm thắm, dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Chúc mừng năm mới! Happy New Year! Xin chào, trở lại đại quý Tham Phong James, Quân Lúc, Hoa Kỳ, Ngô Bình, Mẹ Hữu. Hôm nay là tôi muốn nói là các anh chị em trong năm mới ban vị thức chào cờ xin tiền phải là trong môi trường để chúng ta chuẩn bị chương trình khai mạc. Hơn nữa kêu gọi các anh chị em trong ban vị thức lễ tiến vào môi trường cũng như xin mời tất cả quý ông bà để chuẩn bị. Chúc mừng năm mới! Xin chúc SPTN và tất cả các anh chị em biết quan cảnh gia đình bên nhau, bạn bè xóm tụ, thân hữu gần xa nói cười cười, đem đến cho chúng ta cái cảm giác xuân vui tươi, ấm cúng của thổ nào trên xứ sở quê cha. Chợt nhớ về đất mẹ thân yêu, nguyện cầu ơn trên mang bình an sớm đến với toàn thể con dân Việt. Cầu chúc nhà nhà an vui, nhiều sức khỏe
và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Thu thủy tường trình từ Tampa, Florida. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng xin cảm ơn quý vị luôn theo dõi và đón xem. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Vừa nhận được thông tin, anh Phạm Minh Tâm tốt nghiệp West Point năm 1974, sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam khóa 25. Anh Tâm là người quốc tịch Việt Nam duy nhất tốt nghiệp tại West Point cùng với khóa của tướng David Petraeus. Anh Tâm vừa mãn phần tại Bethesda, Maryland vào ngày 1 tháng 3 năm 2019. Anh bị thương sau tai nạn tại Corner Montgomery Village Avenue và Mid-County Highway vào ngày 10 tháng 2 năm 2019. Hôm thứ Hai, chúng tôi có đến 3 trụ sở cảnh sát Gettysburg và Montgomery County thì được biết vụ án còn trong vòng điều tra. Hơn nữa, hệ thống computer bị down nên chưa được print records của cảnh sát. Chúng tôi sẽ cập nhật bản tin của anh Phạm Minh Tâm khi có thêm tin tức của gia đình hay sở cảnh sát. Thông báo, kể từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, tại quận Fairfax, Virginia có dịch vụ khai thuế miễn phí cho những cá nhân hay gia đình có lợi tức năm 2018 từ 55.000 trở xuống. Khi đến các trung tâm khai thuế, xin quý vị cần mang theo các giấy tờ quan trọng của quý vị và người khai trùng. Giấy tờ tùy thân có hình, thẻ an sinh xã hội hoặc số ITIN, tất cả giấy tờ về lợi tức thu nhập, tờ kê khai tiền lời và cổ tức từ các ngân hàng. Mang theo chi phiếu không có giá trị để gửi trực tiếp vào ngân hàng. Các giấy tờ biên lai có chi phí cho các người phụ thuộc, tiền học phí, tiền lãi trả nợ mua nhà. Bằng chứng về bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm, thẻ Medicare hoặc Medicaid. Trung tâm khai thuế miễn phí có nhân viên nói tiếng Việt. Fairfax Skill Short Center Annadale 7611 Little River Turnpike, phòng 330, Annadale, Virginia 22003. Phục vụ vào ngày 26 tháng Giêng đến ngày 13 tháng 4 năm 2019, vào các ngày thứ Tư và thứ Năm từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ngoài ra còn có trung tâm khác trong vùng Kingtown Library, South County Center Alexandria, Enterprise Development Group Arlington, Chantilly Library, Homestretch, Thomas Library for Church, Neighborhood Resource Center Herndon, Lorton Community Action Center, Fairfax Skill Sword Center Reston, Richard Byrd Library Springfield, Prince William Falazzo Office and Skill Sword Center Woodbridge. Mọi liên lạc xin gọi ông James Hoàng Đỗ 703-533-5471. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân quê hương do VATV và SPTNDC thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22042 với sự góp mặt của danh ca Y Phương cùng ca sĩ Ngọc Thúy, Như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thanh Trang. Với sự bảo trợ của nhà hàng Present, điện thoại số 703-531-1881, nhà hàng Sài Gòn 1975, điện thoại số 703-992-8128, nhà hàng Nha Trang, điện thoại số 703-534-1657, Nova Pharmacy, điện thoại số 703-538-5555, Kim Phụng Bakery, điện thoại số 703-534-4525, Brother Auto Services, điện thoại số 703-204-1233, Thanh Sơn Thôn Phu, điện thoại số 703-534-1202, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, điện thoại số 703-339-9852, Bánh Mì Ba Lẹ, điện thoại số 703-876-9062, Emerson Exley Accounting Tax and Payroll Services Incorporation, điện thoại số 703-237-5404,
Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm 703-307-5001, Nam Anh 202-999-6075, Minh Thúy 703-485-6392.